Xin chào Nguyên Bảo và Dũng Bino. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Bếp Nhà Mình. Vẫn là khung giờ phát sóng 11:40 trên dòng hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay thì Dũng cũng rất vui khi được đồng hành cùng với Lê Nguyên Bảo để có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn những món uống thật là độc đáo và mới lạ trong mùa hè này. Và món uống ngày hôm nay sẽ là món uống gì đây? Một chút xíu nữa thôi chúng tôi sẽ bật mí với các bạn. Thật ra khi mà đi quay phim với Dũng á, ở đợt trước mình đã gặp nhau ở một cái số phát sóng rồi. Dũng cũng có nói là lần sau khi mà vào bếp nhà mình á, thì Bảo nhớ alo cho Dũng nha. Tại vì Dũng thấy là những cái món nước này là thanh lọc cơ thể nè, nhất là nó cũng rất là tiện lợi cho Dũng làm. Giữ lời hứa ra nha, ngày hôm nay đã mời Dũng tới đây tiếp. Rất cảm ơn Lê Nguyên Bảo. Và sau khi mà rời bếp nhà mình á, thì Dũng cũng có rất nhiều những công thức cho riêng bản thân của mình nha. Tự biến tấu, tự cho nó trở nên độc đáo hơn. Ngày hôm nay trong gian bếp này thì Bảo cũng sẽ giới thiệu cho Dũng cùng với tất cả quý vị khán giả một món nước tên là trà nhài chanh dây. Mà bình thường á, bây giờ Dũng uống chanh dây là Dũng có bỏ cái hạt không? Thường thì Dũng cũng có lúc bỏ hạt, cũng có lúc không đó. Bảo thấy là có nhiều người bạn của Bảo á, là có người uống là bắt là phải rây hết hột. Nhưng mà có người lại thích còn để lại cái hột, thì không biết là cá nhân của Dũng sao. Nên bây giờ Dũng cả Bảo sẽ chơi một trò đi. Nghĩa là bây giờ không biết là sở thích của chúng ta là có hay không, thì bây giờ đến 1, 2, 3, hai đứa cùng nói một lần để xem là liệu chúng ta có hiểu nhau không, có đúng thật là bạn của nhau không nha. 1, 2, 3, có. Hợp lý. Cá nhân của Bảo nha, khi mà uống chanh dây á, để cái hột vô, khi mà mình cắn trúng cái hột á, nó có một cái vị chua chua nhẹ nhẹ thanh thanh và rất là thơm, coi như là cũng hơi thơm cũng được. Thôi bây giờ anh em mình sẽ cùng bắt tay vào làm, sẵn đây là giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả luôn. Bây giờ chắc sẽ nhờ Dũng cắt giùm Bảo cái chanh dây và mình lấy cái chanh dây ra chén đi, còn Bảo thì sẽ ngâm trà. Nên chúng ta sẽ sử dụng trà khứu lọc và chúng ta ngâm trong nước sôi khoảng tầm 5-10 phút để cho trà có thể hòa tan ra nước rồi nó đậm vị hơn. Chanh dây này bao ngon luôn nha. Ngon và cái màu nó cũng đẹp nữa. Thật ra cá nhân Bảo rất là thích chanh dây luôn á Dũng. Tại vì ngoài cái việc mà mình làm được nhiều loại nước nè, thì chanh dây làm bánh ngọt cũng rất là ngon nha. Ăn nó có một cái vị chua chua, thơm. Nó làm cho mình không có cảm giác gì ngán á. Thơm nha các bạn ơi. Siêu thơm luôn ha. Muốn giữ lại cái vỏ chút xíu làm đồ trang trí không ta? Vì sự sáng tạo của mình nha. À, rất thích khi mà khách mời vào đây có sự sáng tạo. Nhưng mà nước sáng tạo phải đẹp nha. Xui nha. Rồi, trà nhài Dũng nghe được cái mùi thoang thoảng không? Thơm dễ chịu. Bởi vì trà nhài thì uống thì nó cũng sẽ là giúp cho mình cảm thấy là thoải mái hơn. Nhưng mà luôn luôn dặn bất kỳ một khách mời hay là quý vị khán giả nào cũng vậy, tối hạn chế uống trà, tại vì đôi khi nó sẽ bị mất ngủ. Đó. Với cái món này thì làm cũng khá là dễ. Họ cũng chuẩn bị sẵn cho Dũng hai cái bình như thế này. Trà mình sẽ để vô đây, xong rồi cùng với sữa, tất cả nước đá mình sẽ lắc đều. Sau đó mình rót ra ly và cái chanh dây sẽ là cái trang trí cuối cùng ở trên mặt. Đó. Rồi. Thực ra là cái trà này chúng ta có thể thay được rất nhiều các cái vị trà khác, nhưng mà Dũng cảm giác như trà nhài vẫn là phù hợp nhất. Cái mùi nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng, nó vừa phải. Tiếp theo mình sẽ cho một cái lượng sữa và một cái lượng đường nhất định tùy vào khẩu vị của Dũng và quý vị khán giả. Với cái ly này thì Dũng nghĩ là khoảng tầm 3 muỗng đi. Dũng thấy là uống phải hơi ngọt ngọt một chút xíu thì nó mới có được cái vị ngon. Đúng rồi, tại vì khi mà mình để đá vô thì cái nước đá nó cũng hòa tan ra, nó cũng sẽ làm nhạt bớt. Đúng rồi. Này. Ủa, vậy cái lợi ích của cái trà chanh dây này khi mà chúng ta uống thì nó sẽ có tốt gì đối với cơ thể? Lợi ích muốn mang lại cho khách mời và tất cả quý vị khán giả đó là tất cả những các món uống là phải thanh nhiệt, phải mát, phải tiện lợi mà chỉ làm. Đặc biệt là chanh dây đấy, uống rất mát, rất tiện lợi. Khi mà Dũng làm á, Dũng sẽ thấy ngày hôm nay ngoài cái việc mát mà nó cũng bổ dưỡng nữa. Tại vì có một tí xíu sữa trong đây nó sẽ giúp cho mình là có cái độ ngọt hay cái độ béo vừa vừa. Giống kiểu chúng ta đang làm trà sữa đúng không? Đúng rồi, cái dạng là như vậy. Vậy sau khi mà mình đã hòa tan rồi thì mình sẽ cho đá hả? Bỏ sẽ cho đá vào, mình sẽ lắc trên tàu bọt. Đó, mình rót ra ly và cái phần trên của cái ly nước á thì mình sẽ để cái phần chanh dây lên. Rồi, thể hiện tay nghề của mình đi nào. Cũng mình nhiều hơn trước rồi đó. Rồi. Coi như là cơ bản mình cũng đã hoàn thành rồi. Nhưng mà cái bước cuối cùng không thể thiếu đó chính là chanh dây. Mình sẽ sử dụng cái chanh dây để mình trang trí trên mặt. Thứ nhất là mình tạo được cái độ chua nè. Thứ hai là mình tạo được một cái vị độc lạ cho cái món nước ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến với Dũng.
Ăn thì rất là nhiều nước luôn nha. Hoặc là những trái chanh chín như vậy thì nó sẽ ngon hơn, cái màu nó cũng sẽ đẹp hơn. Cơ bản là bây giờ mình đã hoàn thành rồi, nhưng mà bảo cho một cái sự điệu đà hơn tí xíu là trang trí vô một cái cho nó có màu xanh, chuẩn bị sẵn cho dục luôn. Đó, màu sắc rất là đẹp nha, hài hòa giữa màu trắng này, rồi một chút vàng vàng chanh dây và xen lẫn với màu xanh lá nữa. Đầu tiên cái điều cảm nhận là mình nhìn mình thấy một cái ly khá là hấp dẫn, có đủ màu sắc trắng nè, vàng, xanh, đơn giản, dễ làm, nhanh, tiện lợi và nguyên liệu thì mình cũng dễ tìm mua nữa. Trước khi mà uống thì các bạn khuấy lên để cho những cái nguyên liệu nó có thể hòa trộn vào với nhau nha. Nhất là những cái hạt chanh dây á. Thanh, mát, không quá ngọt, lâu lâu lại cắn được cái hạt chanh dây nữa. Mình giữ nguyên cái hộp chanh dây đây, mình cắn trúng cái hộp á, mình cảm nhận được cái vị chua chua thơm thơm của chanh dây. Và đặc biệt hơn là với cái công thức mà Bảo và Dũng vừa làm á, nó sẽ không quá béo, đỡ lo lắng hơn trong cái việc mà chúng ta sợ uống quá nhiều sữa rồi bị tăng cân. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai nữa là nó cũng không có bị quá ngọt. Và thứ ba nữa là cái độ chua nó cũng vừa phải, cái vị thơm nó cũng thanh thanh nữa. Và Dũng nghĩ là làm cái món này chắc là cũng chưa đầy 5 phút rồi. Những cái loại nước như thế này á, là khi nào mình uống thì mình hay làm, chứ mình đừng làm sẵn mà để trong tủ lạnh như vậy thì đôi khi nó cũng sẽ không còn ngon, nó đậm vị giống như là mới pha nữa. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Bảo khi mà đã giới thiệu tới Dũng một cái thức uống nó rất là tốt cho sức khỏe như thế này. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn người bạn của mình khi mà alo cái là đồng hành cùng với bếp nhà mình liền. Mỗi lần Dũng đến đây thì Dũng lại học được thêm một công thức mới về đồ uống nữa. Cảm ơn Dũng rất là nhiều và cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những quý vị khán giả thân thương đã luôn đồng hành xuyên suốt cùng với chương trình bếp nhà mình. Và quý vị ơi, đừng quên nha, khung giờ phát sóng quen thuộc để chúng ta có thể cập nhật thêm những công thức các món nước mới giúp bổ ích cho sức khỏe vào lúc 11:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào!